Nhắc đến nông thôn, người ta hay nghĩ tới việc làm nông, nuôi gà, chăn lợn, quanh năm suốt tháng, chân lấm tay bùn. Tuy nhiên, thời buổi kinh tế thị trường, phong trào kinh doanh và quản lý hàng hóa đang nở rộ. Không chỉ tại những thành phố lớn, mà người dân ở các vùng quê cũng đua nhau lập nghiệp bằng cách buôn bán, thậm chí có người nhờ vậy mà vươn lên nhanh chóng. Nếu đang có sẵn một số vốn nhưng chưa biết nên buôn bán kinh doanh gì ở nông thôn, các mô hình kinh doanh ở nông thôn nào đang phát triển hoặc thắc mắc về kinh nghiệm kinh doanh tại nông thôn thì các bạn có thể tham khảo một số ý tưởng kinh doanh độc đáo, dễ kiếm lời và không cần nhiều vốn dưới đây. Thứ nhất là kinh doanh phân bón thuốc trừ sâu. Việt Nam là một nước nông nghiệp, nguồn thu nhập chính của bà con nông thôn vẫn là từ trồng trọt và chăn nuôi. Thuốc trừ sâu và thuốc bảo vệ thực vật ở nông thôn tuy lãi cao nhưng gây ảnh hưởng tới sức khỏe. Nếu có điều kiện, bạn nên mở cửa hiệu thuốc độc lập với chỗ ở, đúng tiêu chuẩn, bởi nếu bày bán tại nhà rất dễ gây ảnh hưởng đến sức khỏe các thành viên trong gia đình. Mỗi loại cây trồng khác nhau sẽ phù hợp với các loại thuốc khác nhau và mỗi giai đoạn ủ bệnh của cây trồng sẽ cần sử dụng thuốc pha ở một nồng độ nhất định. Vì vậy, bạn cần phải có kiến thức chuẩn về các loại thuốc để có thể tư vấn cho bà con nông dân sử dụng thuốc hiệu quả cho mùa bội thu. Ngoài ra, việc cung cấp đa dạng các loại thuốc trừ sâu khác nhau sẽ giúp bà con lựa chọn loại phù hợp với cây trồng của họ. Kết hợp kinh doanh thuốc trừ sâu của cửa hàng với mở rộng thêm bán các loại phân bón. Khi thấy bạn có bán kèm các loại phân bón, chắc chắn mọi người sẽ mua thêm một loại nào đó cần để thúc đẩy sự phát triển của cây trồng và tăng năng suất. Thứ hai là kinh doanh cây cảnh tại quê. Tại các đô thị thành phố lớn, nhu cầu về các loại cây cảnh rất cao. Họ dùng cây cảnh vừa để trang trí làm đẹp, vừa tạo môi trường xanh tươi tự nhiên mát mẻ. Tuy nhiên, trồng cây cảnh ở thành phố, nơi đất chật người nông là một điều rất khó thực hiện. Thế nhưng đối với các vùng nông thôn thì đây lại là ưu thế. Nông thôn có đất đai rộng, màu mỡ, lại có nguồn nhân lực đông đảo với các phẩm chất cần cù, khéo léo. Do vậy, tập trung phát triển mô hình sản xuất tiêu thụ sản phẩm ở những nơi phát triển là chiến lược kinh doanh bền vững cho người khởi nghiệp. Nhu cầu sử dụng cây cảnh ngày càng cao của người dân ở thành thị để tạo không gian xanh cho ngôi nhà, cơ quan làm việc. Các loại cây và hoa được trồng trong chum nhỏ hoặc trong nước hiện nay được nhiều người ưa chuộng và thưởng thức. Do đó, nếu bạn có thể phát triển mô hình kinh doanh này ở nông thôn để thu được những sản phẩm tốt thì họ sẽ sẵn sàng rút hầu vào ngay. Thứ ba là buôn bán hàng điện gia dụng. Nếu bạn đang thắc mắc buôn bán gì ở quê để sinh lời hiệu quả thì câu trả lời chắc chắn là đồ điện gia dụng. Đời sống tinh thần vật chất ở nông thôn đang ngày được chú trọng và tạo điều kiện phát triển. Điện đường trường trạm đã dần được hoàn thiện tại các vùng quê hẻo lánh. Do vậy, những mặt hàng điện gia dụng như tivi, tủ lạnh, máy giặt là những sản phẩm tất yếu với nhu cầu sử dụng của người dân. Nắm bắt được thời cơ phát triển ngành nghề này sẽ giúp bạn dễ dàng khởi nghiệp thành công ngay tại quê nhà. Tuy nhiên, để đầu tư vào lĩnh vực này, bạn cần có một số vốn không hề nhỏ và ổn định để đảm bảo nguồn hàng đa dạng, chất lượng. Cùng với đó là dịch vụ chăm sóc khách hàng tốt, hoạt động lắp đặt vận chuyển miễn phí, dịch vụ bảo đảm, bảo hành và những chương trình khuyến mại tri ân khách hàng. Nếu bạn đảm bảo được những tiêu chí trên, chắc chắn cửa hàng của bạn sẽ nhận được sự quan tâm của nhiều khách hàng, giúp công việc kinh doanh của bạn ngày càng trở nên thuận lợi hơn. Thứ tư, mở cửa hàng sửa chữa xe máy, ô tô. Xe máy, ô tô là phương tiện đi lại phổ biến. Hiện nay, nhà nào cũng có ít nhất là một chiếc xe gắn máy để đi lại, nhưng hoàn toàn không có kinh nghiệm hay đồ đạc để tự sửa chữa. Vì thế, nhu cầu sửa chữa bảo hành là cần có ở bất kỳ đâu, không chỉ riêng thành phố hay nông thôn. Khách hàng thuộc nhóm đối tượng này thường có xu hướng quay đầu, tức là nếu khách hàng đến cửa hàng của bạn một lần sửa và thấy ưng ý thì họ sẽ tiếp tục quay lại vào những lần hỏng hóc và cũng có thể sẽ giới thiệu cho mọi người đến cửa hàng của bạn. Do đó, bạn cần phải tạo dựng được uy tín của bản thân và cửa hàng. Tuy nhiên, để phát triển được ngành nghề này, bạn cũng cần phải đầu tư và chọn địa điểm phù hợp đủ rộng để đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Thứ năm, nghề sửa chữa các thiết bị điện tử. Không chỉ các thành phố lớn mà hiện nay ở những vùng nông thôn thì đây là công việc mang lại thu nhập khá cao dành cho người lao động
Với những sự phát triển nhất định về kinh tế, đời sống thì nhu cầu sử dụng các trang thiết bị điện tử dân dụng ngày càng cao. Vì thế, các cửa hàng sửa chữa các thiết bị điện tử mô hình với vừa và nhỏ ở các địa phương đã và đang nở rộ và phát triển. Các cửa hàng sửa chữa điện tử, điện thoại di động, máy tính, tủ lạnh, TV, xe máy có thể kiếm thêm thu nhập lên đến cả 1.000.000 đồng trên ngày. Đây là mức cao đối với điều kiện sống ở nông thôn. Tuy nhiên, để học các nghề sửa chữa này ở địa phương thì còn hạn chế, nơi dạy ít, chất lượng chưa cao. Vì thế bạn phải chịu khó di chuyển lên các thành phố lớn để học nghề. Thứ 6, mở cửa hàng tạp hóa rất phù hợp. Ngày nay, xã hội phát triển, nhu cầu hàng hóa tiêu dùng của người dân ngày càng cao, không chỉ ở thành thị mà nông thôn cũng vậy. Và mở cửa hàng tạp hóa là ý tưởng kinh doanh ở nông thôn không hề tồi, để tồn tại cũng như có lợi nhuận cao là không hề khó. Việc đầu tiên là chọn địa điểm kinh doanh, rất dễ có thể là ở mặt đường, nơi có đông dân cư, nhiều người đi lại, gần chợ, trường học, bệnh viện. Cách kinh doanh ở nông thôn để thu hút được lượng khách hàng lớn nhất thì bạn nên đặt mặt hàng đa dạng, tạo khách hàng tâm lý thoải mái khi đến cửa hàng. Việc tối ưu hóa khâu quản lý sử dụng phần mềm hỗ trợ bán hàng, quản lý theo mô hình siêu thị thu nhỏ cũng là giải pháp cho việc kinh doanh này. Lợi nhuận của mặt hàng tạp hóa là rất nhỏ, nhưng số lượng sẽ bù lại hạn chế, nên hãy tham khảo thị trường để cân nhắc các mức giá hợp lý nhất cho mỗi loại sản phẩm. Thứ 7 là kinh doanh dịch vụ vận tải. Nhu cầu đi lại của con người là rất lớn, mở ra cơ hội cho hình thức kinh doanh vận tải phát triển. Khác với các thành phố lớn, việc kinh doanh vận tải phát triển ngay trong lòng thành phố thì đối với các khu vực nông thôn, xa thành thị thì hình thức vận tải hành khách liên tỉnh với các học sinh cấp 2, cấp 1 và cấp 3 là hướng đi được nhiều người lựa chọn. Chính vì vậy, mô hình nhà xe gia đình làm dịch vụ đang nở rộ trong những năm gần đây và trở thành một trong các mô hình kinh doanh ở nông thôn khá thành công. Tùy thuộc khả năng kinh tế cá nhân mà bạn nên quyết định đầu tư loại phương tiện. Nếu tiềm lực kinh tế không cho phép, bạn nên có thể cân nhắc mua chọn xe cũ. Ngoài ra, nên kết hợp với hình thức thuê xe du lịch, hợp đồng vận tải du lịch, tham quan hay cho thuê xe hoa, để từ đó có thể tăng được doanh thu. Thứ 8 là mở một quán ăn nhỏ. Nếu luôn thắc mắc kinh doanh gì ở nông thôn hiện nay, thì một quán ăn nhỏ chính là gợi ý kinh doanh dành cho bạn. Tuy ý tưởng kinh doanh ở nông thôn này không mới, nhưng vẫn là một trong các phương pháp kinh doanh khá thú vị và ổn định. Bạn có thể lên thực đơn đa dạng trong ngày, tập trung một số món chính, có thể thân quen hay làm miệng với vùng quê đó, nhưng giá cả thì phải chăng. Cần cân nhắc lựa chọn các món ăn mà bạn định đưa vào thực đơn, không nên đưa các món ăn quá sang trọng, cũng như không phù hợp với thuần phong mỹ tục ở nông thôn. Thì tính tình vẫn rất bình dị, vẫn còn chút tư tưởng phong kiến trong cuộc sống thường ngày. Ví dụ vào buổi sáng, có thể bán cháo, bán xôi, tuy nhiên đến trưa hãy bán cơm, thịt, dê, thịt lợn và bán giò chả, cháo lòng. Trong kinh doanh ăn uống, an toàn vệ sinh thực phẩm cũng sẽ hết sức quan trọng. Vì vậy, việc tạo uy tín cho quán ăn chỉ nên thu mua thực phẩm ở quê vừa rẻ vừa sạch, cũng như đảm bảo được đầu vào nguyên liệu để cho quá trình hoạt động được thuận lợi. Thứ 9 là mở cửa hàng gội đầu, cắt tỉa tóc, chăm sóc tóc. Nhu cầu làm đẹp, chăm sóc hiện nay không chỉ phổ biến tại trung tâm thành phố mà còn lan rộng đến các vùng nông thôn. Thực ra thì những phụ nữ trung niên có nhu cầu sử dụng dịch vụ làm tóc là rất lớn, nhưng vì quan niệm văn hóa hàng xóm nông thôn đã khiến mong muốn của chị em bị hạn chế. Khi bạn mở một cửa hàng chăm sóc tóc đã khích lệ nhu cầu thực tế của những phụ nữ đang bị bó buộc như thế. Thực tế thì trong xã hội hiện đại, những chị em vùng quê, một thị trường hoàn toàn mới, trong khi những người cùng kinh doanh dịch vụ này tại thành phố phải chật vật, thì bạn lại trở thành người đi đầu, cốt bạc tại nông thôn. Thứ 10 là cửa hàng chuyên kinh doanh đặc sản quê hương của mình. Nhiều người luôn tự hỏi nên buôn bán gì ở nông thôn, nhưng mà thực ra câu trả lời nằm ngay trong vùng quê của bạn. Kinh doanh đặc sản quê hương của bạn là một cách làm giàu ở nông thôn rất sáng tạo, bởi vì những mặt hàng này quá thông thường đối với người dân ở đó, và việc mua bán một món hàng thân thuộc không có gì là xa lạ. Cái đặc biệt ở đây là bạn nhận được tiền lãi. Rõ ràng mô hình như thế này tưởng rằng bình thường nhưng lại không bình thường. Ví dụ như bạn đang quen mua sản phẩm bánh đậu xanh tại tỉnh Hải Dương, đó là một đặc sản tại miền đất này.
Tuy nhiên, không phải nhà nào cũng làm bánh đậu xanh, và việc chúng ta mở một gian hàng là trung tâm chuyên mua bán cho cả làng, cả xã chắc chắn sẽ mang lại doanh thu. Lưu ý, trong dự định phát triển này, chúng ta cần xây dựng được lòng tin, tình cảm với nhiều người trong thôn. Bởi vì đặc sản đó quá quen thuộc với mỗi người, vậy mối quan hệ của bạn với mọi người là rất quan trọng. Hãy tạo cảm giác thân thiện với hàng xóm, anh em gần xa để họ có thể chuyển miệng cửa hàng của mình tới những nơi xa hơn. Và trên đây là 10 mô hình dịch vụ ở nông thôn bà con có thể tham khảo nếu như gia đình mình đã có một số vốn nhất định. Xin chào và hẹn gặp lại quý bà con ở những video tiếp theo của nông lâm.net.